Rồi, thưa bà con, bây giờ chúng ta trước khi vào bài học chính hôm nay thì mời anh chị em chúng ta lại lắng đọng một chút để chúng ta cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho gia đình của chúng ta, cầu nguyện cho những ý chỉ, những tâm tình riêng tư của chúng ta. Và chúng ta cùng lắng đọng một chút và chúng ta cầu nguyện rất đơn giản là bằng cách đọc kinh lạy cha, kính mừng, sáng danh mà chúng ta mới học mấy ngày vừa qua các bạn nhé. Chúng ta học tiếng Anh đó. Bây giờ mời các bạn chúng ta vừa thực tập mà cũng vừa cầu nguyện luôn nha. Rồi, để mình share cái screen này. Xin mời mọi người nhé, chúng ta sẽ bắt đầu. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bài học chính của chúng ta hôm nay các bạn nhé. Được rồi, màn hình được rồi. Cái này tạm ok, tí để quay lại cái này đi. Share cái mới. Vâng, thưa các bạn, như là mình đã thông báo lúc nãy đó ha, thì chúng ta hôm nay làm một điều rất đơn giản thôi, là mình sẽ nhẹ nhàng sửa những một số chữ mà phổ biến nhưng mà có nhiều người vẫn đọc thấy khó khăn, sai ha, thì cũng dễ hiểu thôi các bạn, là bởi vì mình học tiếng Anh mà, học tiếng của người ta mà tiếng Anh là cái tiếng mà có thể nói rằng nó cái phiên âm phát âm của nó là cả một vấn đề. Bất cứ dân tộc nào không phải tiếng người Anh, người Mỹ từ nhỏ nói tiếng này thì cũng đều gặp những cái khó khăn đó cả. Nhưng mà nói chung là mình hòa nhập quốc tế thì mình phải học tiếng Anh thôi. Và bây giờ tiếng Anh là cái tiếng phổ biến nhất thế giới rồi. Nên là chúng ta biết như vậy ha. Thì chúng ta cứ sửa những gì mà chúng ta thấy còn khó, phải không các bạn? Rồi, bây giờ thì các bạn nếu ai mà có ý kiến gì thì xin đánh vào cái phần comment giùm mình nhé. Ok, dạ xin chào thầy Thảo. Dạ, ok. Quỳnh Đặng. Chào Linh Ngọc. Hùng. Rồi, chào mọi người. Ai có ý kiến, ai có khó khăn gì, ai có thắc mắc gì, ai có bình luận gì thì xin bỏ vào chỗ comment ha.
mình không đọc là comment ha các bạn nha. Một số người đọc cái đó chữ 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 đó đó, nhiều người cũng đọc sai đó ha. Nếu mà danh từ tức là một lời bình thì mình đọc là comment, chữ O và chữ E, comment, nhấn đầu tiên, comment. Còn khi mà nó là động từ tức là mình bình luận cái gì đó, mình viết bình luận chẳng hạn, thì cái dấu nhấn nó đổi qua phần thứ hai gọi là đọc là comment. Khi đó là chữ ơ và chữ e. Đầu tiên là o và e, comment là danh từ, động từ là comment. Comment, bạn nhớ nhé. Ok, rồi chúng ta sẽ đi vào bài học các bạn nhé. Đầu tiên, chữ này thì chắc ai đọc cũng đúng rồi. Nation, nation là quốc gia, rất là dễ thôi. Bây giờ qua chữ thứ hai đó, nó mới có vấn đề. Mình thấy đây là nation, thì đây theo cái tự nhiên mình cũng đọc là international, cũng là A. Đó là cái phản xạ tự nhiên của mình, nhưng mà phiên âm của nó không phải là international mà là international, tức là cái chữ A này nó không đọc là A nữa mà nó đọc là E. Ok, và phần cái âm của A và E đó. Ok, để mình xem mình có thể vẽ cho các bạn cái phiên âm của nó không. Ok, đây đây cái chữ này nè các bạn, cái chữ này là chữ A này. Ok, thì nó phiên âm ra như thế này, chữ A E ha. Hy vọng là ok đó. Rồi A, international đó. Vậy thì khi các bạn thấy như thế đó thì các bạn lại có thêm một cái ý tưởng nữa ở đây. Vậy thì khi mình đọc là international chứ không phải là international, thì suy ra đó, từ chữ nation này mình suy ra tính từ của nó thuộc về quốc gia, có tầm vóc quốc gia là đọc làm sao ạ? Ok, mình đọc chữ này là nation. Nation cứ theo bình thường sẽ đọc là national, nhưng mà không, khi nó đổi qua cái tính từ thêm cái này vào đuôi thì cái phát âm nó cũng đổi luôn là national, nó không đọc là national mà là national các bạn nha. Ok, chính vì thế, chính vì cái chữ là national này đó, cho nên khi mình thêm chữ inter vào thì nó vẫn giữ nguyên đọc là international bạn nha. Nhớ đừng đọc là international mà đọc international, bởi vì chữ national ở trên đó nó đổi rồi. Nation là một quốc gia ha. Ok, còn thuộc về quốc gia, có tầm vóc quốc gia thì mình thêm chữ A và chữ L vào, AL, để biến thành tính từ và đổi luôn cái cách đọc là từ A thành E. Ok, national, national. Thêm inter vào, inter tức là phụ thuộc vào nhau, đan kết vào nhau. Các cái quốc gia mà đan kết vào nhau thì gọi là gì ạ? Erase cái này đi coi. Ok, các quốc gia này mà đan kết vào nhau thì gọi là quốc tế. Thế thôi, quốc tế. Bây giờ nói là cộng đồng quốc tế thì nói làm sao? Cộng đồng quốc tế thì nói là international community. Ok, community. Nếu ai đọc giọng kiểu Mỹ thì cái chữ T này nó đọc thành giống như chữ gần như chữ D vậy đó. Community. Mình sẽ có dịp để nói về cái này sau này các bạn nhé. Cái chữ T mà nằm giữa hai nguyên âm á, thì người Mỹ họ không đọc là T, th, giống như mình, mà nó sẽ đọc là nó lật lưỡi một chút xíu và nó đọc gần như chữ D. Nó không không hoàn toàn là chữ D, chữ D của mình đâu, không phải là D đẫn đâu ha, mà nó sẽ lật lưỡi chẳng hạn như là city, city đó. Ok, mình ghi luôn cho các bạn, city, thành phố. Đó là tiếng Anh nó đọc bình thường kiểu người Anh, còn Mỹ thì đọc là city. City, nó không phải city giống như là mình gọi là chữ D của mình đâu, nó nhẹ hơn, nó lật một chút xíu thôi, city, đọc kiểu lười các bạn đó. Ok, community. Rồi, international,
Tiếp theo chữ này rất nhiều người sai, ngay cả những người đang ở bên Mỹ sống nhiều năm và đi dạy rồi vẫn sai các bạn nhé. Nó sai là bởi vì dấu nhấn các bạn. Mình nhấn sai thì đọc sai thôi. Ok. Nhiều người sẽ đọc. Ok. Đây là chữ sign này, động từ là ký tên, phải không? Ký tên. Rồi, bây giờ thêm cái đuôi này vào để thành danh từ. Thì nhiều người đọc là signature, tức là nhấn cái phần hai này, không? Chữ A này, signature. Nhiều người đọc, mình thấy cả giáo sư cũng đọc signature, dĩ nhiên giáo sư người Việt. Nhưng bởi vì nó nhấn cái đầu mới là cái quan trọng các bạn, nó nhấn cái phần cái dấu đơn nhấn ở trên đầu này thì nó không đọc là signature mà đọc là signature, tức là này là chữ ơ, đây là chữ ơ, i ơ ơ, ok, signature, ok, signature, phiên âm của nó. Để xem mình có thể viết để cho các bạn không. Ok, six, oh, ok, chữ S các bạn, S ha, six, ok, giờ vô, ok, six, oops, cái này hơi hơi khó các bạn, mình cũng đang tập vẽ cái này một chút. Ok, cho to chút xíu. Ok. Rồi. N. Ok, signature. Cái này là ch, giống như chữ chờ, chờ đợi của Việt Nam mình đó. Ch. Ok. Signature. Sure. Ok, nhấn vào đầu tiên. Signature. 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 Ok, signature. Các bạn nhớ nha. Không phải là signature đâu nha. Rồi, ok. Rồi, đi coi. Cũng hơi mất công một chút. Mình qua chữ tiếp theo. Hôm qua mình đã trình bày cái này rồi, bây giờ ôn lại rất nhanh thôi, hôm kia chứ. Ok. Chữ này đọc là war, ok, woman. Woman. Cái này là u, chữ u ngắn các bạn nha. Viết là o nhưng đọc là u, woman. Khi đổi qua bên cái dạng số nhiều của nó thì mình không đọc là woman, ok. Mình cũng không đọc là woman hoặc là warman, ok, mà mình vẫn đọc, mà mình phải đổi luôn cái phát âm của chữ o và đổi luôn phát âm của chữ chữ y, ok, o và y. Okay. Bên này là woman, u ơ, bên này là y, ok, women. Đó, nó không đọc là woman mà là women. Hai chữ y ngắn luôn các bạn nha. O cũng đọc là y mà chữ e này cũng đọc là y luôn. Đó, khó đỡ như vậy đó các bạn. Bên này là woman, u và ơ, bên này là y và y. Woman, women, ok, women. Bạn nhớ nha. Từ chữ này liên hệ xuống dưới chữ đây, ok, chữ tiếp theo đây các bạn. Như mình đã nói với các bạn tuần trước là warm, ok, warm, woman, warm có nghĩa là cái dạ con đó các bạn, dạ mà của người mẹ đó, thì mẹ sinh con đó, thì warm, mình có thể lấy từ chữ woman này mà ra, ok, viết là o nhưng đọc là u là bởi vì chữ trên này nó đọc là u nè, ok, một người phụ nữ, một người đàn bà thì ta gọi là a woman. Và chỉ có đàn bà mới có dạ con thôi, cho nên nó giữ luôn cái này là chữ u luôn ha, ghi là o mà đọc là wo, u, womb, womb, giống như trong kinh Kính Mừng chúng ta đọc với nhau. Tiếp theo chữ này cũng thế, ghi là o nhưng đọc là u, tomb. Tomb là huyệt mộ đó các bạn.
Trung lục Việt mộ đó ha. Cho nên người ta mới có cái câu là from the womb, okay, to the tomb. Đó là từ trong dạ mẹ cho tới vô nấm mồ, tức là từ khi khi được hoài thai cho đến khi ra khỏi trần gian này ha. Đó. Rồi chữ tiếp theo, các bạn nhớ nhé, chữ U nha, U nè, U nè. Rồi chữ dưới đây các bạn đọc thế nào ạ? Nếu mà cứ bình thường theo luật phát âm thì mình sẽ đọc là Buri hoặc là Buri nếu đọc theo kiểu tiếng Anh, dọc Anh. Nhưng mà ở đây thì nó lại không đọc như thế, viết là U mà đọc là, các bạn nghĩ đọc là cái gì đây? Mà cái chữ từ này được dùng rất là nhiều trong thời gian gần đây các bạn, đặc biệt trong mùa dịch. Từ này có nghĩa là chôn cất, ok, và cũng ngày mai là thứ bảy tuần thánh thì bên Việt Nam đó thì chúng ta cũng lại nói đến cái chữ này khi chôn Chúa Giêsu trong huyệt mộ, được không? Vậy thì chữ này nó đọc ok, đi và giữ nguyên, đọc thế này các bạn khó đỡ lắm, ok rồi. Ok. Nhấn phần đầu tiên. Ok đây. Berry. Ha. Đọc là berry. Ghi là U mà đọc là E. Thế mới chết chứ. À, tiếng Anh mà, tiếng Anh là như vậy đó các bạn. Thì dĩ nhiên có nhiều cái từ khác nó dễ hơn. Đây là những từ mình thấy sai nhiều nhưng là cũng sai nhiều cho nên mình lựa ra để mình gửi các bạn thôi. Rồi, đó là cái. Rồi bây giờ đó, đến lượt cái chữ tiếp theo đây. Để có gì mình gửi các bạn luôn cái này đi cho nó các bạn học luôn từ nữa đi. Đỡ lỡ mất công rồi thì làm luôn thể. Ok. Berry là động từ ha, động từ là chôn cất. Bây giờ suy ra danh từ của nó là burial, ok, burial, danh từ là sự chôn cất, sự mai táng. Rồi hay là táng xác, táng xác Đức Chúa Giêsu, cũng như vậy. Rồi chữ tiếp theo, các bạn đọc chữ này thế nào đây? Để coi có ai ghi cái gì đây không. Ok, không có ai ghi gì hết. Rồi, chúng ta tiếp tục. Đây, phiên âm của chữ này mình cho các bạn thấy. Mình ráng vẽ cho nó đẹp đẹp một xíu ha. Ok, chữ B nè. B nè, ok. Cái này không đọc là bosom hoặc là gì đó ha. Mà đọc là bosom. Cho nên nó là chữ U luôn. Chữ U ngắn. Bosom. Z. Ok. Rồi và em bosom, ok, nhấn vào đầu tiên bosom. Các bạn thấy không, ghi đàng đọc nẻo vậy đó, chơi ngon vậy đó, không thì bosom có nghĩa là lòng, lòng mà giống như là ông ăn mày Lazaro, ok, ở trong lòng Abraham, không, ở trong lòng Abraham. À, thì bosom là cái là như là dịch một cách văn chương ở lòng đó, lòng dạ đó. Bosom. Lazarus was in the bosom of Abraham. Lazaro ở trong lòng Abraham, bosom. Okay. Rồi, chữ tiếp theo đây, các bạn đọc thế nào? Đây là cái chữ không ai không biết cả ha. Ok. Chữ này rất đơn giản nhưng có nhiều người đọc Wednesday, Wednesday hay là gì đó thì không, nó đơn giản như vậy thôi. Nó ok. Wednesday. Ok. Nếu Mỹ là đọc Wednesday, còn
Còn nếu mà Anh thì là Wednesday, ok, Wednesday. Còn Mỹ thì nó bỏ cái chữ này đi, Wednesday, đọc Wednesday, ok. Đấy, thì các bạn thấy người ta bỏ chữ chữ D đi phải không ạ? Đó, người ta không đọc chữ D, Wednesday, và nó cũng không đọc cái chữ 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 này luôn, không đọc chữ này và không đọc chữ này, ok. Nó chỉ là Wednesday, đơn giản vậy thôi. Đó, nhấn vần đầu tiên, Wednesday. Rồi. Chữ tiếp theo, rất nhiều người đọc thiếu, rất nhiều người đọc thiếu chữ này. Chữ này là chữ học từ ABC nhưng rất nhiều người đọc thiếu. Ok, khi các bạn thấy chữ X của mùa xuân đó, thì thường nó sẽ có cái phiên âm là thế này, chữ X nha. Chữ X, ok, phiên âm thường là chữ K là K và chữ S, K, ok. Cho nên đây, chữ này, chữ six, six, các bạn phải đọc cho đủ ha, chữ, ok, six, và S, ok, six. Six. Có nhiều người cứ đọc là six, I'm 6 year old, huh? Tôi 6 tuổi mà đọc như vậy là ra hóa ra là tôi đang bị ốm rồi. We are sick. Nếu mà đọc là we are sick thì người ta sẽ hiểu rằng chúng tôi đang bị ốm. Nhưng mà ý của mình nói là chúng tôi có 6 người. Cho nên phải đọc cho nó hết hết chữ các bạn nha. Six. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hả? Đó. Nhớ chữ K, S cuối cùng này các bạn nha. Rồi. Còn cái gì nữa không? Tiếp tục cơ nào. À, mình cũng hơi mất công cái vụ này quá. Ok, các bạn chịu khó nha. Công cụ nó chỉ có thế cho nên mình cứ phải chịu khó mình dùng như vậy ha. Rồi, chữ tiếp theo, nước Ireland hoặc là Ái Nhĩ Lan. Các bạn đọc làm sao? Có người đọc là Ireland, Ireland. Ireland thì người ta nghe chắc người ta đoán thì chắc nó cũng ra thôi. Nhưng mà nó không chính xác ha. Đọc là Ireland. Ok, Ireland. Chữ ơ đọc nhẹ hơn chữ I. Ireland. 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 Nhớ đọc chữ D cuối cùng các bạn nhé. Ireland. 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 Nếu bạn đọc là island, island thì người ta cũng nó sẽ ra chữ khác. Ok, mình ghi cho các bạn thấy. Đây là ir, ok. Đây là ai nào, ok. Ai, oops. Wow, này cũng hơi khó vẽ chứ, hiểu đâu. Rồi, ai, ok. Ai, ok. Nếu mà ai muốn thêm chữ R nữa cũng được nữa, tiếng Mỹ hay tiếng R, ok. Ireland. Ok. Ireland. Rồi. Đọc nhấn vào đầu tiên Ireland. Chữ tiếp theo đọc là ice. Cái này đọc chữ S ha, Iceland. Iceland. Một người Mỹ đọc là Iceland cũng được nữa. Thay vì đọc là thì cái này đọc là e, ok. Iceland hoặc là Iceland cũng được. Đây, chữ dưới này mới là khó đỡ. Ok. Nó không đọc chữ S mà nó chỉ đọc là I. Ok. I. Không đọc chữ S. Land. Đó, như vậy. Ok. Chính vì bởi vậy cho nên các bạn khi các bạn đọc chữ trên này này, các bạn đọc cái chữ, nếu mà các bạn đọc nước Ái Nhĩ Lan á, nước Ireland á là Island thì nó ra chữ cuối, nó ra chữ này các bạn, nó ra chữ này. Bởi vì Island tức là cái hòn đảo, phải không? Hòn đảo. Còn chữ này là nói về nước Ái Nhĩ Lan. Còn ở giữa này là nước Iceland. Iceland có một cái nước gần chỗ chỗ Na Uy đó các bạn. À, đây có một cái câu ở dưới này, câu ví dụ như này. Ok. Iceland is the 18th largest island in the world. Bạn thấy không?
Island viết với nhau là Iceland và đây là Island, bỏ chữ chữ S đi ha. Nước Iceland, Iceland này, này là cái nước, là cái hòn đảo lớn thứ 18 trên thế giới. Đó, thấy không? Clear all drawing. Ok, that's good. Biết cách rồi. Rồi, ai đọc được chữ này? Đọc nhanh. Ice cube. Hả? Rất đơn giản thôi, bạn đọc ice. Có chữ S. Hả? Nhớ xì một cái chữ này. S. Ok. Ice cube. À, đừng đọc là ice cube nha. Đừng đọc là ice cube là không không chính xác. Rồi. Dễ rồi. Xuống tiếp. Đây này, mấy chữ này cũng hơi khó đỡ cho các bạn. À, nhiều người đọc chữ này được là enough. À, các bạn thấy nó ghi y chang nhau, không khác gì đó. Phần này y chang nhau này. Ok. Y chang nhau luôn. Nhưng đọc khác nhau. Ok. Rồi. Cái đẹp là enough, tức là cái phần mà mình gạch dưới này á, nó sẽ là cái vần này. Tức là cái vần á của mình các bạn, giống như là chữ á của mình đó. Ok. Chữ á của mình đó. À. Ok, enough, nhấn vần thứ hai có nghĩa là đủ rồi, đầy đủ, enough. À. Rồi, chữ dưới này thì viết y chang như thế nhưng lại đọc khác. Cái gạch dưới này đọc là o, ok, o, o, although, ok, although, nhấn vần đầu tiên, although, ok. Ở trên này đọc là a. Okay, enough. Còn dưới này đọc là oh. Okay, although. Rồi dưới này thì đọc viết y chang như thế nhưng đọc là u, through. À, through. Enough là đầy đủ, đủ. Although là mặc dù rằng, dẫu vậy. Through là qua, qua, xuyên qua. Đó. Còn dưới này thì lại đọc là oh, do, ok, do giống như trên này, à, đấy, do tức là cái bột mà mình đã trộn nước rồi các bạn, mà bột làm bánh chẳng hạn mình trộn nước vô, mình nặn nó, nhào nặn nó thành cái cục mà nhão nhão đó, thì nó gọi là do, ok, cái khối bột đó, rồi, à, các bạn thấy không, ghi giống nhau nhưng mà đọc khác nhau. Thì đây là những cái mình phải học thuộc thôi các bạn, rồi dùng nhiều nó quen thôi. Practice makes perfect. Thực tập thì sẽ hoàn hảo, thế thôi. Rồi, clear all. Rồi, thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi qua, có ai muốn đọc cái từ gì khác nữa không? Để mình coi các bạn có ai ghi cái gì ở đây, muốn đọc từ gì không? Mình chỉ luôn. Ok, không ai ghi gì hết. Rồi, vậy thì chúng ta đi qua phần tiếp theo. Học các từ hay dùng trong mùa này. Mùa này tức là mùa mùa chay và mùa phục sinh các bạn ha. Đây thì đây là một số cái từ chúng ta rất là hay dùng. Mầu nhiệm vượt qua. Mầu nhiệm là gì gì ạ? Mầu nhiệm rất là dễ thôi. Mystery, mystery. Ok, mystery mầu nhiệm vượt qua. Mầu nhiệm vượt qua. Vượt qua, ok, để chỉ các bạn cái chữ này luôn. Chữ vượt qua. Vượt qua. Bây giờ cái động từ của nó, cái động từ mình vượt qua một cái gì đó, vượt qua một cái cầu, một cái con suối chẳng hạn, thì mình sẽ gọi là pass. Mình pass là mình đi đi qua, ok, qua trên cái gì đó, qua qua cầu chẳng hạn, thì là over, ok, pass over. I pass over a bridge, tôi đi qua một cái cầu, cũng được. Thì bây giờ đó là vượt qua theo nghĩa động từ. Bây giờ đó, danh từ cái sự vượt qua, thì nó cũng dùng luôn chữ này. Nó gọi là nó viết hoa, tại vì đây là danh từ pass over, viết liền với nhau, pass over,
Passover. Đó. Đó là cái lễ vượt qua của người Do Thái trong Kinh Thánh, phải không? Passover. Bây giờ mầu nhiệm vượt qua, mình thêm chữ mầu nhiệm thôi. Đó. Vào đây mình có thể là Passover Mystery, nhưng nó không dùng như thế, nó sẽ dùng cái dạng của tiếng Latin. À, bây giờ vượt qua trong tiếng Latin nó gọi là Pasqua. Ok. Gọi là okay. Pasqua. Ok. Bây giờ tiếng Anh nó dùng cái gốc Latin này để nó dùng, nó biến thành một cái động từ. À, xin lỗi, một cái tính từ, một cái tính từ cho cái Pasqua này. Và tính từ đó thì mình ghi trên đây các bạn là Paschal Mystery. À, Paschal Mystery. Đó. Paschal Mystery tức là mầu nhiệm vượt qua, lấy từ cái gốc của Latin đây ha. Ok. Tiếng Ý là Pasquale đấy các bạn. À. Rồi, đó là một chút giải thích về cái mầu nhiệm vượt qua. Bây giờ cuộc khổ nạn. Cuộc khổ nạn. Nếu mà bạn nào đã xem cái phim của ông Mel Gibson cách đây cũng chắc cả chục năm rồi đó, rất là nổi tiếng về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đó ha. Thì có cái chữ đó, các bạn có thể nhìn trên cái hình DVD nó ghi là ok. Thì cuộc khổ nạn là passion. Ok. Các bạn nhớ đọc chữ sờ này nặng các bạn nhé, đừng đọc là passion nhé, passion, shh. Ok, passion, sạch sẽ, à, chứ không phải là mùa xuân, đây. Mùa xuân sang, ok, nhớ nhá, passion, nhớ đọc cái chữ S tiếng Việt là nặng, ha. Ok, passion. Bây giờ nói là cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô thì nói làm sao? Ok, đơn giản thôi. The passion of Jesus Christ. Ok, nhớ đọc phần cuối cùng Jesus. Xì một cái nha. Jesus Christ. Christ. Đọc hết các bạn nha. Christ. Ai đọc tiếng Pháp thì là La passion de Christ. Rồi. Bây giờ chúng ta đi qua từ từ tiếp theo, đấng chịu đóng đinh, ok, là cái gì? Đóng đinh vào thập giá đó, có một chữ riêng của nó, thì crucify, crucify là động từ, là đóng đinh, okay. Đóng đinh ai đó, crucify somebody, xin đừng đóng đinh nhau trong cuộc đời này, ha, đời đã khổ lắm rồi, đóng đinh nhau nhiều. Không gỡ đinh dùng nhau thì thôi, chứ đóng đinh làm gì, phải không? Đó, đại khái là vậy. Rồi, crucify. Nhấn vào đầu tiên, crucify. Right. Rồi, bây giờ, đấng chịu đóng đinh hay là đấng bị đóng đinh? Ok. Đầu tiên, chữ đấng ở trong tiếng Anh là thường là rất dễ thôi, là nó gọi là one. Ok, one. One có nghĩa là một, nhưng cũng có nghĩa là cái người nào đó, vật nào đó, điều gì đó. Đây là một đại từ thay thế cho những danh từ. Thì one, ok. Cái người đó đó, the one, ok. Bây giờ, cái người mà chịu đóng đinh, tức là bị đóng đinh đó, ok. Là dạng bị động đó. Thì bây giờ từ chữ động từ crucify, mình biến nó thành dạng động mà từ bị động của nó thì là thêm ed vào, đúng không? Crucified, biến y dài thành y ngắn, thêm ed vào, động là crucified. Ok, chữ đờ cuối cùng nhớ nha. Bây giờ mang cái này chạy lên đây. Ok, crucified one, the crucified one là đấng chịu đóng đinh. Ok, thêm chữ mạo từ the vào đây, the trước để cho nó xác định là ai, mình đang nói về ai. The crucified one, đấng chịu đóng đinh. Chúc bạn thấy mình viết hoa ha, đấng là viết hoa này nha. Các bạn nhớ viết Chúa, Mẹ Maria, các thánh tên riêng viết hoa nha. Nhiều bạn không chỉ viết hoa, đó là sai. Rồi, bây giờ thánh giá.
Crucify là động từ. Thế bây giờ biến thành danh từ. Cái động từ là đóng đinh, hành động đóng đinh. Bây giờ còn cái việc đóng đinh vào thập giá thì cái sự đóng đinh thì là gì? Crucifixion. Ok, bạn nhớ nha. Đó. Đây là danh từ. Sự đóng đinh, việc đóng đinh. Crucifixion. Mà cái crucifixion này á, crucifixion, được dùng đặc biệt cho Giêsu Kitô ha. Rồi, chúng ta biết tiếp theo đi qua thánh giá. Ok, có bạn nói là cross, the cross. Không chính xác. Thiếu. Cross là cái hình dấu thập các bạn. Cross phải không? Cross là hình dấu thập thôi. Hai cái đường chéo vào nhau như thế này, 90 độ thì nó gọi là cross. Đó. Cho nên các bạn ra ngoài các bạn thấy hội chữ thập đỏ đó, the red cross đó, cái chữ thập đỏ và cái chữ thập đó là cái chữ số 10 nè. Ok, đó là cross đó. Thì ở đây là mình thấy chữ thánh giá mà viết hoa nữa, cho nên mình hiểu đây là thánh giá Chúa Kitô. Trên đời này có một cái thánh giá thôi, thánh giá viết hoa đó. Đặt đầu tiên là của Chúa Kitô, cho nên phải thêm chữ thánh vô, holy, the holy cross. Ok, the holy cross. Dĩ nhiên các bạn nói the cross thì người ta cũng có thể hiểu được nếu các bạn cho người ta cái văn cảnh, cái context. Rồi, the holy cross. Rồi, đấng cứu độ. Cứu, động từ cứu là to save. Ok, save somebody, someone. Ok, cứu ai đó. Ok, phải một người nào đó cứu mình khỏi chết hoặc là khỏi nạn gì đó thì mình cũng gọi là, mình có thể nói là he saved me, he saved my life. Anh ấy đã cứu tôi, cứu cuộc sống của tôi. Ok, to save. Thế bây giờ đó, cái sự cứu độ thì là salvation. Ok, ơn cứu độ của chúng ta ở nơi danh Chúa thì nói làm sao? Our salvation is in the name of the Lord. Đó, mình ghi luôn cho các bạn coi. Ok, ví dụ nè. Nói không biết nhiều khi cũng khó khó hiểu. Cái tiếng ở trong Internet nó không rõ lắm ha. Ok. Ơn cứu độ của chúng ta, our salvation, ở nơi danh Chúa, is in the name of the Lord. Ok. Đấng tạo thành trời đất. Who made heaven and earth. Ok, đấy. Là một câu ví dụ cho các bạn ha, ai muốn dùng thì dùng. Rồi, đó là sự cứu độ, ơn cứu độ. Còn bây giờ đấng cứu độ. Đấng cứu độ thì là có một chữ riêng. Save the, save the, ok, Savior. Savior là đấng cứu độ. Ok. Mình muốn nói là Chúa Giêsu là đấng cứu độ của tôi thì mình nói làm sao? Ok. Jesus is my savior. Nhớ viết hoa các bạn nhé. Đấy. Savior, đọc là savior. Savior. Chữ này là sao? Salvation. Ok, sao nhớ đọc chữ L các bạn nhé. Sa xong thêm chữ L nó vô, sao salvation. Nhấn vào thứ hai. Rồi, ở trên này là savior, nhấn vào thứ nhất. Crucifixion, nhấn vào thứ ba. Crucify, nhấn vào thứ nhất. Ok. Đấy. Thì bạn thấy là cái dấu nhân rất là quan trọng nha. Rồi chúng ta tiếp theo, ở trên là đấng cứu độ, bây giờ đến đấng cứu chuộc. Động từ cứu chuộc nghĩa là cứu chuộc, động từ của nó là redeem. Ok, redeem. Ok, đó là động từ redeem, nhấn vào thứ hai, redeem. Bây giờ danh từ sự cứu chuộc, ơn cứu chuộc. Ok, thì nói làm sao? Redeemed.
Redemption. Đó, các bạn thấy không? Nó Redemption là ơn cứu chuộc. Thế bây giờ mình, đây là danh từ. Thế bây giờ mình nói đấng cứu chuộc thì nói làm sao? Ok. Đấng cứu chuộc là Redeemer. 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 Đấng cứu chuộc. Đấng cứu chuộc của chúng ta là con Thiên Chúa. Nói làm sao? Đấng cứu chuộc của chúng ta là con Thiên Chúa. Our Redeemer is the Son of God. Mình cho các bạn ví dụ ha. Ví dụ là EG, tức là ví dụ đó các bạn. Ok, our Redeemer, đấng cứu chuộc chúng ta là con Thiên Chúa, is the Son of God. Con trai của Thiên Chúa, con Thiên Chúa, con viết hoa. Thì Thiên Chúa có một người con là Đức Giêsu thôi. Cho nên viết hoa lên, the Son of God. Rồi. Bây giờ chúng ta đi qua người tôi chung. Đây là cái từ mình nghe rất là nhiều trong thời gian mùa chay cũng như là đặc biệt những ngày này. Người tôi chung, tôi tớ đây không phải là nô lệ các bạn nhé. Okay. Chung là trung tín thì chúng ta biết rồi. Ok, người tôi chung, the, tại vì chúng ta đã nói đến người tôi chung là một cách rất là xác định, chúng ta hiểu đang nói về ai. Đó là một ngôn sứ làm theo ý của Chúa, rao giảng lời của Chúa, và đặc biệt sau này trong Cựu Ước thì chỉ về Chúa Giêsu, là người tôi chung của Chúa. Ok, chung là trung tín. Faith, các bạn biết faith là đức tin, là lòng tin. Bây giờ faithful, full là đầy, đầy đức tin, đầy lòng tin, tức là rất là trung tín. Ta gọi là trung tín như vậy đó. Ok, trung thành, trung tín. The faithful servant là người tôi tớ, người được sai đi, người làm theo chỉ thị, người lãnh sứ mạng. Ok, chữ servant nó từ đâu mà ra? Chữ servant này nó từ đâu mà ra? Thì các bạn, mình cho các bạn thấy luôn. Đây, các bạn đã biết rồi. Các bạn biết chữ này phải không ạ? Service. Service là dịch vụ hay là sự phục vụ phải không ạ? Đó. Chúng ta thấy service này, service kia, rồi tourist service, rồi đủ thứ hết à. Đó. Thì service là cái sự phục vụ. Đấy. Nó do động từ to serve mà ra. Ok, động từ của nó là serve, là phục vụ. Ok, bạn thấy không? Bây giờ chữ service là danh từ, là sự phục vụ. Còn cái người phục vụ nó gọi là servant. Nhưng mà bây giờ người ta không có dùng chữ này nữa, đây là chữ cổ các bạn nhé. Tại vì cái người phục vụ ngày xưa đó nó khác ngày hôm nay. Ngày xưa đó thì cái vấn đề phục vụ nhiều khi nó là cái chuyện chủ tớ. Nó đi ra từ cái chế độ nô lệ. Nó liên quan đến những cái cấp bậc giai tầng trong xã hội. Cho nên nó gọi là servant, là theo nghĩa đó. Còn ngày hôm nay mình không có gọi người khác là servant. Nếu mình muốn làm servant của người khác thì cũng được. Tức là mình phục vụ vô vị lợi, rồi mình giống như là một cái người mà dưới người ta. Nhưng mà ngày hôm nay thì người ta không có dùng chữ servant để mà liên lạc giao tiếp với nhau rồi chỉ nhau nữa. Cái đó có thể gây ra những cái xúc phạm. Thế thì ngày hôm nay mình nếu mà muốn diễn tả một người nào đó là phục vụ, cũng làm cái việc phục vụ đó, thì có thể mình muốn dùng, mình thêm vào đây là server, không phải servant mà server, tức là người phục vụ, nhưng mà phục vụ nó khác với servant ngày xưa các bạn nhé. Chẳng hạn như là mình thấy các em giúp lễ đó, các em giúp lễ mình có thể dùng chữ server này cũng được. Ok, giúp lễ nói làm sao? Ok, là altar, cái altar là cái bàn thờ đó. Altar server. Ok, là người phục vụ bàn thờ, giúp bàn thờ, tức là giúp lễ nha. Altar server. Rồi thưa các bạn, bây giờ chúng ta đi qua tiếp theo, chữ tiếp theo là sự phục sinh. Chúng ta ôn lại thôi, hôm bữa bài đầu mình đã nói rồi.
sự phục sinh là resurrection. Lễ phục sinh là gì? Lễ phục sinh là đến Chủ nhật này mình lễ phục sinh đó, gọi là Easter. Easter là lễ phục sinh, còn sự phục sinh, sự trỗi dậy từ cõi chết của Chúa Giêsu thì gọi là resurrection. Rồi. Rồi chữ đấng phục sinh thì nó làm sao? Đấng phục sinh. Đấy. Đấng phục sinh. Rất đơn giản là đấng trỗi dậy. Trỗi dậy. Bây giờ đấng one, đấng là one, người nào đó mình muốn nói tới. Đấng là one rồi, bây giờ mình muốn xác định người đó chắc chắn là mình chỉ nói về một người thôi, the one. Bây giờ phục sinh mình thêm vào giữa, phục sinh là tính từ, cho nên đấng phục sinh tức là đấng được trỗi dậy, đấng được làm cho Thiên Chúa làm cho trỗi dậy thì là the. Trỗi dậy là gì? Trỗi dậy là gì? Là động từ trỗi dậy là rise, đứng lên, rise hoặc là trỗi dậy. Bây giờ được làm cho trỗi dậy thì mình sử dụng cái verb 3 của cái động từ to rise này. Thì verb 2 của nó là rose, tôi đứng dậy là I rise. Còn nếu mà tôi đã đứng dậy, I rose. Còn bây giờ tôi đó dùng cái thể thứ ba của cái động từ to rise này là risen. Risen, I have risen chẳng hạn. Thì bây giờ dùng cái này là được trỗi dậy cho vào đây. The risen one. Các bạn là phân biệt chữ này nhá. Ở đây mình có một lưu ý rất nhanh ở đây về phát âm. Cái chữ y này là y ngắn phiên âm như thế này. Mình sẽ lại cho các bạn phiên âm như thế này, phiên âm y như thế này. Reason, reason, dẫn một đầu tiên reason y ngắn. Bây giờ nếu các bạn mà đọc thành y dài là y dài đây, y dài có hai chấm, reason thì các bạn đang nói một chữ khác. Cho nên y ngắn và y dài khác nhau một trời một vực các bạn nhé. Y ngắn y dài. Ai muốn biết cái y ngắn y dài nó khác như thế nào, xin vô trong cái trang YouTube của mình, lục cho mình cái bài bài thứ nhất về việc học tiếng Anh từ các sai lỗi. Đó, thì mình phân biệt chữ y ngắn và y dài rất là kỹ ở trong đó. Chữ y ngắn y dài tại sao mình bỏ cả gần tiếng đồng hồ ra để mình nói về cái đó là bởi vì đó đây chính là cái điểm mà nhiều người Việt Nam mình không có nói được, không phân biệt được y ngắn ngắn với y dài. Cho nên đó mình đọc thì nhiều khi người ta cũng không hiểu mình đang nói về cái gì. Chạy mình nói là reason và reason hai cái hoàn toàn khác nhau. Nếu mình đọc là the reason one thì có thể mình đang nói về một cái lý luận nào đó, phải không? Người ta cũng hiểu nếu trong bối cảnh. Reason là trỗi dậy, được phục sinh. Còn reason là cái lý do. Lý do. Rồi. Ai muốn biết thêm cái này xin vào trong cái bài học đó nhé. Xin kiếm ở trong bài học đó. Bây giờ có thể các bạn, một số bạn bảo không biết là kiếm ở đâu ra phải không? Thôi mình chỉ cho các bạn luôn cho nó mau. Chứ để mất công rồi lại. Bạn chờ một chút rất nhanh, mình mở cái internet ra. Đây. Đây. Rồi, YouTube. YouTube, share new. Đây. Rồi, thưa các bạn. Đây các bạn đã thấy ở trên màn hình rồi ha. Đây là YouTube.
các bạn đánh cho mình vô tên của mình nhanh, rất là nhanh để các bạn thấy. Ok, một chữ thôi. Việt 84. 84 liền một chữ, bấm enter vào trong trang này. Rồi các bạn thấy, các bạn bấm vô đây, kênh của mình đây. Đây thì ở đây mình có post lại ở trên những cái bài học của chúng ta ở trong YouTube, các bạn có thể vô đây xem để nó dễ ha. Nhưng mà khi các bạn vô kênh đó, các bạn thấy đây, các bạn vô kênh các bạn thấy có chữ playlist, bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy được các danh sách playlist mà mình đã xếp thành chủ đề cho các bạn rồi. Đây, học tiếng Anh nè, đó, học tiếng Anh đây là playlist học tiếng Anh, hoặc là Learn and Pray, đây mình cũng cho vào đây, thì các bạn bấm vào đây, ok, Learn and Pray, đây, thì các bạn sẽ thấy được các cái bài mình đã post ở đây. Thì các bạn lấy giùm mình cái bài 1 này, bài 1 này mình phân biệt về hai chữ y ngắn và y dài rất là kỹ. Ai mà luyện được cái hai cái chữ này đó thì người đó nói tiếng Anh rất thành công, rất rõ, tại vì hai chữ này dù người không đọc được, tại vì không biết cách phân biệt thôi các bạn. Nó rất là dễ chứ nó không khó đâu, nhưng mà mình là người Việt Nam, mình phân biệt bằng cách là bắt chước người Nam và bắt chước người Bắc, thì mình sẽ phân biệt được giống như mình đã phân tích ở trong bài này nhá. Cho nên xin các bạn vô đây xem thử. Mình phân tích rất là kỹ như vậy. Rồi chúng ta trở lại bài học của chúng ta hôm nay. Màn hình chính. Ok, new share. Rồi. Join. Rồi. Ok. Chúng ta đi qua phần tiếp theo là dịch các câu phổ biến sau đây ra tiếng Anh. Ok, các bạn nào dịch được chưa? Để các mình có thấy, mình thử coi có ai nói cái gì nữa không. Chóng mặt luôn, trời ơi. Đúng là chóng mặt chứ. Rồi xin cảm ơn các bạn. Ok, we lucky, we all lucky, yes. Rồi. Rồi. Không biết là có thời gian để mà làm một cái lớp giao tiếp hay không. Mà thôi chuyện đó để từ từ đi, tại mình xếp thời gian nó cũng không phải dễ. Nhưng mà giao tiếp có thể mình sẽ mở cái phòng Zoom ra ha. Vô đó mình giao tiếp với nhau thì cũng được, nhưng mà Zoom của mình là có giới hạn lắm. Rồi, chúng ta sẽ dịch với nhau những câu này các bạn nhé. Trong tay cha con xin phó thác hồn con. Đây chính là câu mà Chúa Giêsu nói khi Ngài chuẩn bị tắt thở ở trên thập giá các bạn ha. Lạy cha, trong tay cha con xin phó thác hồn con. Ok. Lạy cha, con xin phó thác hồn con. Bây giờ nói như thế nào? Đơn giản thôi. Chữ phó thác là chữ command. Chữ đờ các bạn ha, chữ chữ đi đó. Ok. Nếu mà bạn comment, tức là mình ghi lời bình giống như mình vẫn comment ở trên Facebook, YouTube đó, mà là chữ đi, comment. Ok, là trao phó, là phó thác. Thế bây giờ lạy cha thì đơn giản chỉ là cha ơi thôi, father, gọi cha của mình, father. Ok, trong tay cha tức là vào trong tay cha, into your hand. Ok. I command hồn con, tức là thần khí, thần trí của con. Ok, linh hồn của con cũng được. I command my spirit. Đó. Father, into your hand, I command my spirit. Đấy. Rất đơn giản đúng không ạ? À, khởi đừng cho như vậy. Câu tiếp theo, ta là đấng hàng sống. Đây là câu mà Chúa đã trả lời cho ông Môsê khi ông thấy cái cây bụi gai mà nó cháy đó. Bụi bụi cây chứ các bạn, xin lỗi các bạn. Bụi cây cháy cháy hừng hực nhưng mà không bị tiêu hủy. Và đây cũng là lời mà chúng ta, các bạn, nếu mà nghe tin mừng của Thánh Gioan vào thứ sáu tuần thánh, thì khi mà cái quân giữ, quân lính nó tới bắt Chúa Giêsu đó, thì Chúa Giêsu hỏi thế các bạn đang tìm ai thế, thì họ trả lời là tìm
Giê-xu Nazareth, tức là Giê-xu đến từ Nazareth, người Nazareth. Thì Chúa Giê-xu trả lời một câu mà tiếng Anh nó rất rõ các bạn, trả lời một câu. Và sau đó thì quân lính nghe như vậy thì tất cả ngã xuống đất hết. Tại vì đấy là cái câu rất là uy danh. Ok, câu đó là ta là đấng hằng hữu, đấng hằng sống. Rồi bây giờ dịch thế nào? Ta là đấng hằng sống thì dịch là ok, I am who I am. Tôi, ta là đấng, ta là. Có thể bỏ chữ I này cũng được. Ok, có hai cách dịch. I am who am. Em là động từ to be đó. Ta, ok. Ta là người là. Ok, ta là đấng, ta là. Ta là đấng, ta là. Đó. Ta là đấng, ta là. Okay. Hay là ta là đấng hằng có. Bạn biết to be tức là có, là hiện hữu. Cho nên ta là đấng, ta là đấng hằng hữu. Và trở lại cái câu mà Chúa Giêsu trả lời quân dữ đó mà các bạn nghe ngày thứ sáu tuần thánh, thì Chúa Giêsu, người ta dịch thế này, Chúa Giêsu trả lời một câu thôi, I am thôi. Các ông đang tìm kiếm ai đó thì họ nói là tôi tìm Giêsu Nazareth. Thì Chúa Giêsu nói là I am. Ok, mà mình dịch ra là chính tôi đây, chính là ta đây đó. Nếu mà các bạn hát cái đó, chính là ta đây. Nhưng mà mình truy cái gốc nó về tới cựu ước luôn á, thì các bạn thấy là Chúa, Thiên Chúa trả lời ông Môsê cũng là viết hoa luôn. Ok, I am. Ok, sau đó nói là đấng hằng hữu sai tôi đi, I am sent me. Đó, tức là nó dùng luôn cái cụm này này thành làm chủ ngữ luôn các bạn. I am. Đó. Đây là động từ. Thấy không? Cho nên khi Chúa Giêsu trả lời là I am một cái thì cả quân lính ngã xuống đất hết. Tại đây là danh thánh. Đó. Rồi. Ở đây ông Moses ông nói Moses. Okay. Moses trả lời như vậy. Vân vân. I am send me, đấng hằng hữu. Gửi tôi đi, xa tôi đi. Ok, vân vân. Rồi, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của người cho thế gian. Bây giờ mình sẽ không có trả lời cho các bạn ở đây, tại vì câu này nó câu quá phổ biến và ai cũng có thể tìm ở trên mạng được, phải không ạ? Đây là chương thứ 3 của Thánh Gioan, phải không ạ? Là John, các bạn có thể tìm nhé, John 316. Ok, các bạn lên trên mạng đánh John 316 vào thì nó sẽ ra cho các bạn ngay lập tức. Đó, các bạn có thể tìm được Gioan chương 3 câu 16. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của người cho thế gian. Nhiều cái xe hơi ở bên Mỹ đó, họ cũng dán cái câu này là John 316 lên trên cái vỏ xe hơi của họ. Ai mà có đạo thì hiểu ngay là câu này là cái gì. Gioan 3:16. Rồi, bây giờ mình sẽ xin được giới thiệu các bạn một trang web mà các bạn nếu muốn dùng cho chính mình thì có thể, nó rất là tiện. Trang web tiếng Anh của Hội đồng Giám mục Mỹ. Ok, các bạn vô đó có rất nhiều tài liệu. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn đâu rồi? New share đây. Ok, vô đây. Rồi thì các bạn đánh vô cho mình chữ US, ok, CCB đấy, USCCB. Các bạn đánh enter một cái. USCCB tức là cái United States Conference of Catholic Bishops, cái hội đồng giám mục Công giáo Hoa Kỳ đấy. Thì đây là cái
trang web của họ. Đây, nó có cái logo đây. Bạn bấm vào. Ở trong đây các bạn có rất nhiều những tài liệu quý mà các bạn có thể theo dõi. Đây. Đây là cái trang web của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Các bạn có thể có thể bấm chữ Bible thì các bạn thấy Bible tức là tin là kinh thánh đó. Các bạn thấy đây là những bài đọc của phụng vụ mỗi thánh lễ. À, chúng ta thấy đây, hôm nay là mùng 9 ở đây khi nó tuần thánh, nhưng mà bên Việt Nam là mùng 10, thấy màu đỏ không? Đó là Suy Tôn Thánh Giá, là lễ Chúa Tử Nạn đó. À, máu đỏ. Ok, bấm vào đây thì coi thì nó ra các bài đọc cho các bạn nha. Các bạn có thể vô vào đây và tha hồ mà nghiên cứu ha. Có nhiều tài liệu khác nữa đó, về các giáo huấn rồi cầu nguyện rồi phụng thờ vân vân và vân vân, rất là nhiều nha. Đấy, mình giới thiệu cho các bạn như vậy. Bây giờ chúng ta trở lại, bây giờ thì mời các bạn sửa bài tập nhanh. Ngày hôm qua chúng ta còn nợ nhau một bài tập, chúng ta kết thúc nha. Share bài tập hôm qua là PowerPoint. Ok, rồi. Có ai làm được bài này không ạ? Đúng rồi, chị Vinh nói đúng đó, luyện nhưng không giao tiếp cũng quên mất hết ráo, đúng rồi. Chắc chắn rồi. Sinh ngữ mà, sinh là sống mà, cho nên nếu mà mình không luyện là mình mất thôi. Use it or lose it. Tao nói như vậy đó. Dùng nó hay là mất nó. Rồi, mình sửa cái bài này nhanh, nó không phải sửa mà mình sẽ dịch cho các bạn. Đây là bài của ngày hôm qua mình cho các bạn về nhà ha. Hy vọng có ai đó đã làm, để khỏi mất công mình soạn ra rồi không có ai làm hết thì cũng uổng. Còn nếu như mà ai mà thấy rằng thực sự những cái này đó mà nó không có cần thiết cho bạn đó, thì nhớ cho mình biết để mình khỏi soạn nhé. Dạ, tại vì soạn cái này cũng mất thời gian lắm. Rồi, có ai dịch câu này chưa? Ok, không thấy ai ghi gì hết thì ok, không sao hết. Rồi bây giờ mình cùng nhau dịch các bạn nhé. Tôi tin Chúa yêu tôi hơn cả chính người, nên người đã hy sinh tất cả cho tôi. Tôi tin, ok, I believe, believe, tôi tin Chúa yêu tôi. Chúa là God, yêu là loves, ok, ngôi thứ ba, số ít, Chúa là ngôi thứ ba, và chỉ có một Chúa thôi là ít, cho nên I believe God loves, thêm S vô, Chúa yêu tôi, God loves me, hơn cả chính người, more than himself. Ok, more than himself. Dễ không ạ? Rất dễ phải không ạ? Đấy. Hơn cả chính người. Nên người đã hy sinh tất cả cho tôi, nên là gì? Mình nên chấm đỉnh cái. So, cũng được, hoặc là therefore. Okay. Therefore cũng được luôn, hoặc là so. Okay. Nên người, so he, viết hoa, đã hy sinh tất cả cho tôi, đã hy sinh. Đã hy sinh tất cả cho tôi, mình có thể dùng ở đây một là quá khứ đơn, nhưng mà hay hơn là dùng hiện tại hoàn thành, tại vì một phần đã xảy ra trong quá khứ là ngày người đã hy sinh cho tôi, nhưng ngày hôm nay người vẫn tiếp tục hy sinh cho tôi. À, người yêu tôi như vậy đó, thì mình so therefore he has, hy sinh là sacrifice, ok, everything for me, ok, hy sinh tất cả cho tôi, he has sacrificed. Các bạn thấy chỗ nào sai? Một chỗ sai chỗ này, có một cái sai chỗ này, các bạn thấy chỗ nào? Mình cho các bạn 20 giây để xem mình mới viết sai cái gì. Mình đi lấy nước uống đã.
Có ai phát hiện ra sai cái gì chưa ạ? Đúng rồi, Trần Thanh Thúy sacrificed. Thanh Thúy phát hiện ra rồi, nhưng Thanh Thúy viết em viết thiếu một chữ C. Ok. Sacrificed. Ok, mình phải thêm chữ ED vào đây. Bởi vì đây là thì hiện tại hoàn thành ha. Rồi, everything for me. Rồi. Được biết một vị Thiên Chúa yêu tôi nhiều như vậy là may mắn nhất đời tôi. Là điều may mắn nhất đời tôi nè. Như vậy. Ok, được biết một vị Thiên Chúa tức là tôi biết à, tức là biết. Ok, cái việc biết. Rồi. Việc biết thì mình dùng gerund ở đây, dùng cái danh động từ ở đây. Biết là to know ha. Know. Bây giờ thêm in vào là cái việc biết. Ok. Việc biết. Việc biết một vị Thiên Chúa yêu tôi nhiều như vậy. Ok, knowing. Knowing. Ai có mình để chút xíu để các bạn suy nghĩ hả? Ok. Được biết một vị Thiên Chúa yêu tôi nhiều như vậy. À, ok, knowing. Nếu các bạn muốn dịch thế này thì cũng được. Một vị Thiên Chúa ở God. Ok. Rồi. Người mà yêu tôi nhiều như vậy. Okay. Who loves me nhiều như thế. Nhiều là như thế này. Nhiều là much. Bây giờ nhiều như thế đó. Như thế đó. Ok. Thì mình dùng cái chữ that. Ok. That much. À, cái chữ that ở đây là chữ như thế. À, nhiều đến mức như vậy. Thì đây là một cái cách dùng that rất là hay. À, các bạn hiểu đến mức như vậy, đến độ như vậy, à, nhiều như vậy, hoặc là đẹp như vậy, that beautiful, đẹp nhiều, đẹp à, như thế. Thì cái chữ that này có thể mình sẽ dùng nhiều nó quen thôi. Ok, knowing a God who loves me that much, okay. Là điều may mắn nhất đời tôi, là is the, ok, nhất là most, ok, may mắn for fortunate, ok, fortunate, ok, o u e, ok, fortunate, ok, fortunate is the most fortunate thing cũng được, ok, in my life, ok. Đó là một cách dịch, có nhiều cách dịch các bạn nhé. Mình dịch nó sát nghĩa một chút để các bạn thấy rằng cái vấn đề dịch tiếng Anh nó không phải khó đâu, nó không có khó lắm đâu. Dĩ nhiên là tùy cái nội dung, nhưng mà đây là một câu rất là đơn giản thôi. Ok, I believe God loves me more than himself, so therefore he has sacrificed everything for me. Knowing a God who loves me that much is the most fortunate thing in my life. Nếu bạn muốn thay cái chữ fortunate này bằng một cái chữ khác nữa thì cũng hay. Đây là chữ blessed. Ok. The most blessed thing in my life. Blessed tức là được chúc lành, là cũng nghĩa là may mắn, theo nghĩa là mình được chúc lành. À. Còn cái chữ fortunate này á, nó là cái nghĩa do chữ fortune mà ra. Chữ fortune là cái gì? Ok, fortune là cái vận may, theo nghĩa là số phận này nọ đó các bạn. Có nhiều người không thích dùng chữ này. Thầy bói là fortune teller. Tell là nói, cái người mà nói về số số vận thì gọi là thầy bói. Ok, cho nên nhiều người không có thích cái chữ này, không thích là fortunate dùng cái trường hợp này, nhưng mà dùng có không sai đâu nha. Mình hiểu thoáng ra một chút xíu, không sai đâu. Thì nếu không muốn dùng chữ fortunate này thì dùng chữ blessed. Blessed. Bạn nhớ nhé, chữ động từ bless thêm ed vào. Ok, ed đọc là chữ thở. Ok, chữ t, chữ thở.
Ok, đó đó là cái mà mình gửi đến các bạn. Các bạn có thể dịch kiểu khác cũng được, có nhiều kiểu để dịch lắm nha. Chẳng hạn như là knowing such a loving God thì cũng được. Thay vì là knowing a God who loves me that much thì mình bây giờ là mình nói là knowing such a loving God để mình ghi cho các bạn. Ok, knowing such a loving God. Ok. Is the most blessed. Đó. Và tiếp theo, ok. Đó. Thì một trong hai cách dịch là cách thứ nhất. Oops. Thứ nhất là thế này. Cách thứ hai là thế này. Đó. Thì dịch sao cũng được các bạn nhé. Rồi xong rồi, ok, chúng ta cũng cũng dài rồi. Mình học tính hôm nay đơn giản nhưng mà cuối cùng giải nghĩa chắc nó nhiều quá cho nên nó ra như thế này các bạn ha, các bạn thông cảm nha. Share. Chúng ta cùng kết thúc các bạn nhé. Mình mời các bạn kết thúc bằng một lời cầu nguyện mà chúng ta đã tập với nhau cách đây 2 ngày rồi. Ha. Hy vọng là các bạn có thể nghêu ngao được. Đặc biệt là trong cái ngày thứ 6 tuần thánh mà chúng ta đang cử hành các bạn hả? Đó. Thì có lẽ ai cũng đã thuộc bài này rồi. Cho nên các bạn có thể nhắm mắt lại. Ha. Bạn Trần Thanh Thanh Thúy có hỏi là Lucky được hay không? Chữ lucky is nó cũng giống như chữ fortunate đấy, một số người học thích cái đó, tại vì luck hoặc là fortune nó cũng có nghĩa là số mệnh. Nhưng mà thường thì nếu mà theo nghĩa công giáo đó, trong đạo thì chúng ta thường là dùng cái chữ được chúc lành nhiều hơn, cho nên nó là blessed. Thường là các bạn nên dùng chữ blessed thì hay nhất, nhưng mà nếu mà lucky is thì người ta cũng hiểu, hay là fortunate thì người ta cũng hiểu, nhưng mà nó không phải là cái lý tưởng nhất các bạn nha. Cho nên mình dịch ở trong cái bối cảnh văn hóa Kitô giáo đó. Có nhiều người phản đối cái việc luck hoặc là fortune đó, thì có thể không sao cả. Bây giờ câu này rất đơn giản các bạn ha, chúng ta hát chúng ta có thể nhắm mắt lại hát cũng được. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Hát 2 lần. Jesus ơi, xin nhớ đến con khi Ngài vào trong nước của Ngài. Giêsu ơi, xin nhớ đến con khi Ngài vào trong nước của Ngài. Đây là lời của anh trộm lành ở trên thập giá. Xin Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã hứa ngay tức khắc. Ngài lúc nào cũng mong mình được ở với Ngài và Ngài ở với mình. Cho nên Chúa Giêsu lúc nào cũng sẵn lòng. Và chính đó là cái ơn cứu độ của chúng ta, tin mừng của chúng ta. Cho nên xin mời các bạn chúng ta cùng lắng đọng một chút và cầu nguyện cùng Chúa Giêsu nhân ngày thứ 6 tuần thánh các bạn nhé. Đây là một lời cầu nguyện của chúng ta ở trong cái đỉnh cao của tuần thánh, khi mà chúng ta không thể đến nhà thờ được để mà suy tôn thánh giá, thì đây việc học tiếng Anh nó cũng là một cái thập giá nho nhỏ, mình chịu khó, mình đổ mồ hôi ra các bạn ha. Mình học cho chính mình và mình cũng cũng là lao động các tri thức ở trong thời buổi này nha. Thì chúng ta cùng hợp ý với nhau để dâng lên Chúa lời cầu nguyện của chính mình. Giêsu ơi, xin nhớ đến con khi Ngài vào trong nước của Ngài. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Mời các bạn cùng lắng đọng và mình cùng hát nhẹ nhẹ với nhau nha. Ai đang ngồi ở đâu đó thì cứ ngân nga một chút để tỏ tình với Chúa. Xin xin Ngài thương, xin Ngài cho mình hiểu được tình thương của Ngài. Jesus, remember me.
When you come into your kingdom, Jesus, remember me. When you come into your kingdom, Jesus, remember me. When you come into your kingdom, Jesus, remember me. When you come into your kingdom, Jesus, remember me. When you come into your kingdom, Jesus, remember me. When you come into your kingdom, vâng, rồi xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chúng ta tiếp tục bước đi trong những giây phút của tuần thánh các bạn ha. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện đặc biệt cho những người đang gặp khó khăn trong bệnh dịch. Chúng ta cầu nguyện cho những người nghèo, rất là nghèo và có những điều mà có thể nói rằng nhân loại này rất nhiều người đang lo lắng, là ngoài bệnh dịch, khó khăn về sức khỏe, về tính mạng, nó còn kéo theo những cái khó khăn, những hệ lụy sắp tới của kinh tế. Và chúng ta biết kinh tế khủng hoảng giảm xuống thì có rất nhiều điều đã bị kéo theo. Cho nên chúng ta xin dâng tất cả những điều đó, chúng ta gói tất cả vào trong lời cầu nguyện, trong tâm tình tín thác và liên đới của chúng ta có thể làm được điều gì đó cho nhau thì chúng ta làm các bạn ha. Đấy, thì đây là những điều mình cố gắng để gửi đến các bạn, hy vọng là nó có một chút cái ích lợi gì đó cho ai đó ha. Rồi và mình cũng nói như thế này thôi các bạn, thì xin phép là một phút nữa, là thực ra đó những điều mình làm ở đây nó rất đơn giản thôi, không có gì hết, và mình nghĩ rằng rất nhiều người cũng có thể làm được. Nhưng mà mỗi người sẽ làm một cái cách sáng tạo khác nhau. Có người thì sẽ rất là hào hứng, có cái khả năng là hào hứng rồi làm cho những người khác vui nhộn. Những cái nhiều thầy cô giáo, hoặc là không cần phải thầy cô giáo đâu, mà những ai đã có khả năng đã được học tiếng Anh một vài năm, có thể những người đang sống ở nước ngoài giao tiếp tiếng Anh nhiều, thì có thể mở một diễn đàn nho nhỏ như thế này để những người khác họ trau có thể trau dồi cho con cháu của chúng ta chẳng hạn, cho những ai mà không ít có điều kiện để mà đến trường học như chúng ta, hoặc là ít có điều kiện để mà giao tiếp, thì mình có thể dành một chút thời gian và các bạn vấn đề là mạnh dạn lên để có những kinh nghiệm nào mình có thể dùng cái phương tiện internet để mình chia sẻ cho người khác. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể chia sẻ cho nhau. Bản thân mình mà có thể chia sẻ được những điều đơn sơ này thì ai làm cũng được thôi các bạn. Thực sự là như vậy. Chúng ta thường là biết nhiều hơn là mình nghĩ. Mình cứ sợ là mình không biết là phải làm cái gì, nói thế nào. Nhưng mà các bạn biết là mình cứ liều một cái đi, là tự nhiên là nó sẽ đâu vào đấy cả, không sao cả. Không có ai trách mình đâu. Còn những người trách mình thì mình đã thiện tâm mà trách mình thì thôi. Chúng ta xin chào tạm biệt người đó, gặp lại sau. Nhưng mà mình ý mình nói là có nhiều điều mỗi người có thể cống hiến, có thể chia sẻ cho người khác, tự tin lên các bạn nhé. Bản thân mình thế này mình còn làm được một vài điều thì dĩ nhiên có rất nhiều người giỏi hơn. Vấn đề là tự tin lên và nắm lấy cơ hội, nắm lấy cái phương tiện mà Chúa cho mình trong thời đại này là internet, để giúp cho những người khác, biết đâu trên thế giới này một ai đó sẽ cần. Mình không biết đâu.
Cho nên mình xin được gửi các bạn tâm tình như vậy nha. Rồi bây giờ thì xin được chào tất cả mọi người. Chúc mọi người khỏe và bình an trong tâm hồn. Xin mến chào.